dòng họ nằm trong trăm họ, từ cội nguồn rất xa. Có một dòng họ nằm trong trăm họ, là họ đua Việt Nam. Lấy đức, lấy tâm để lưu truyền mãi sau. Lấy
xin kính cáo tổ tiên đất Việt, liệt vị tiên tổ họ Đỗ Việt Nam. Về đây, về đây, chúng con đứng bên ngôi mộ tổ. Lịch sử 5.000 năm của dòng họ Đỗ, đất nước nhận ghi giao ngôi mộ chủ quyền, đất linh thiêng hào khí lưu truyền. Đời nối đời, đời nối đời, cháu con dòng họ Đỗ, chúng con nguyện bảo tồn ngôi mộ tổ để trường tồn mãi mãi với thời gian. Đánh kính muôn đời ngôi mộ.
cây nhờ gốc nở thành xanh ngọt, thì nước có nguồn cả sông sâu.
Thank you.
Dân Lê Tiên Tổ, câu lạc bộ âm nhạc nghệ thuật Hò Đỗ Đầu Việt Nam xin trình diễn tác phẩm dự thi Vinh Quang Dương Ngọc An. Âm nhạc ông Đỗ Hữu Vị, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc nghệ thuật Hò Đỗ Đầu Việt Nam, với sự tham gia của các ông bà anh chị em nam nữ diễn viên câu lạc bộ âm nhạc nghệ thuật Hò Đỗ Đầu Việt Nam. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Linh thiêng dân tộc Họ Đỗ Việt Nam, từ thủ Hồng Hoang hơn 5.000 năm trước, Họ Đỗ Việt Nam gắn cội nguồn dân tộc nước Văn Lang, lần theo Ngọc Phả tôn kính những vị tổ tối cao, vua thần nông có công trồng lúa nước, ngõ kỷ nguyên văn minh lúa nước Văn Lang. Vua thần nông sinh ra tiên đế, hiệu Đế Thiết Vương. Cháu bốn đời vua thần nông là đức ông Nguyễn Minh Khiết, hiệu Khương Thái Công. Kết duyên với đức bà là Đỗ Quý Thị. Theo cổ lôi Ngọc Phả truyền thư Bách Việt tộc Phả, đức bà Họ Đỗ là công chúa đoan trang, phụ tú theo đạo Xa Bà, sinh ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, hóa ngày rằm tháng 7 âm lịch ở Nội Tích, Đại Lôi, Ba La, Hà Đông. Dân thờ cụ tại chùa Đại Bi, hiệu Tín Thiền Sư, hướng Vân Cái Bồ Tát. Cụ có 8 người em trai là Bát Bộ Kim Cương, đó là Đỗ Sương, hiệu là Thánh Trừ Tai Kim Cương; Đỗ Tiêu, hiệu là Tịch Độc Thần Kim Cương; Đỗ Kỳ, hiệu là Hoàng Tùy Cầu Kim Cương; Đỗ Cương, hiệu là Bạch Tinh Thủy Kim Cương; Đỗ Trương, hiệu là Xích Thanh Hỏa Kim Cương; Đỗ Dũng, hiệu là Đinh Trừ Tai Kim Cương; Đỗ Bích, hiệu là Tử Hiền Thần Kim Cương; Đỗ Trọng, hiệu là Đại Thần Lực Kim Cương. Đều vang Phật hiệu, tài giỏi vô cùng, có công dạy cháu lập tục từ thuở ấu thơ đến tuổi trưởng thành. Lập tục được vua cha Nguyễn Minh Khiết truyền ngôi, trị vì nước Xích Thủy, tự xưng là Kinh Dương Vương, tức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Theo dòng sử, thời Hùng Vương thứ 6, Đỗ Phú có công đánh giặc Ân. Thời Hùng Vương thứ 17, Đỗ Quang có công giúp nước. Thời Hùng Vương thứ 18, Đỗ Công Điền cùng ba con đánh giặc. Năm 46 công nguyên, Đỗ Năng Tế là thầy giáo dạy Hai Bà Trưng. Từ năm 1463 đến 1733, 270 năm, Họ Đỗ có 60 người đỗ đại khoa.
hai trạng nguyên, hai thám hoa, hai bằng nhãn, 13 hoàng giáp, 39 tiến sĩ, hai giáp chế. Đỗ Hành, tướng nhà Trần, bắt sống Ô Mã Nhi. Đỗ Lý Khiêm, năm 1499, trạng nguyên nhà Lê. Đỗ Tông, 1529, trạng nguyên nhà Mạc. Thời đại Hồ Chí Minh, có hàng trăm, hàng triệu người con họ Đỗ đã vinh danh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa xã hội, âm nhạc cùng nhiều lĩnh vực khác. Nhà tư sản dân tộc Đỗ Bạch Thái Bưởi 1874-1932 là một trong bốn doanh nhân giàu nhất Việt Nam. Ông vua tàu thủy đầu thế kỷ 20 với câu nói nổi tiếng: người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Nhà tư sản Đỗ Đình Thiện 1904-1972 đã hiến cả đồn điền Chi Nê Hòa Bình cho chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giúp chính phủ xây dựng nhà máy in tiền và cung cấp quân lương cho kháng chiến. Thế kỷ 20-21, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và nhiều tướng lĩnh, các nhà lãnh đạo của Trung ương, cội nguồn dòng tộc họ Đỗ Việt Nam mãi mãi vinh quang ngời sáng.
là niềm tự hào về dòng họ cùng quê hương đất nước. Họ Đỗ Việt Nam lịch sử hơn 5.000 năm. Họ Đỗ Việt Nam dòng dõi anh hùng. Họ Đỗ Việt Nam sang người xứ xa. Họ Đỗ Việt Nam sang người Việt Nam. Bà đã cho chúng con được hưởng một hồng phúc lớn lao với trăm họ lưu quang tại quê hương đất nước. Cảm xúc trước sự linh thiêng của ngôi mộ tổ, Chủ tịch Hội đồng Họ Đỗ Đầu Việt Nam, ông Đỗ Ngọc Liên đã sáng tác ca khúc Mãi mãi với thời gian. Và sau đây ca khúc Mãi mãi với thời gian sẽ được vang lên bởi song ca nam nữ Đỗ Mỹ Châu và Hữu Thắng cùng tốp múa câu lạc bộ âm nhạc nghệ thuật Họ Đỗ Đầu Việt Nam biểu diễn. Của dân tộc Việt Nam là 4.000 năm xây dựng, trưởng thành, non sông gấm vóc đất nước quê hương. Từ thuở hồng hoang, tổ tiên ta đã khai hoang mở cõi, chống lại thiên nhiên, chống lại ngoại xâm, xây lên nền tự chủ dân Việt. Tự hào trong đó, trong vinh quang đó có trăm họ, Đinh Lê Lý Trần vân vân.
và tự hào thay có họ Đỗ đội Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị đến với ca khúc Dòng Máu Lạc Hồng, sáng tác Lê Quang, biên đạo nghệ sĩ Dương Ngọc An, đơn ca nam Đỗ Hữu Vị cùng ca sĩ Thanh Loan, Cẩm Vân, Thái Đăng, Đỗ Hải cùng top ca nam nữ thế hệ trẻ dòng tộc Hò Đỗ Đậu Việt Nam biểu diễn. Nguyện ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi yên thuyền, hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc bao xứ xanh hào hùng. Trang sử vàng nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu Lạc Hậu tự hào hát tiếng Việt Nam. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Dòng Máu Lạc Hồng đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ đón bằng di tích lịch sử khu mộ tổ họ Đỗ Đậu Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Ngọc Liên, Chủ tịch Hội đồng Họ Đỗ Đậu Việt Nam lên trao tặng hoa cho đoàn. Trân trọng kính mời ông Dương Ngọc An, Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam, bà Đỗ Thị Dụ, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc Nghệ thuật Họ Đỗ Đậu Việt Nam, ông Đỗ Hữu Vị, Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc Nghệ thuật Họ Đỗ Đậu Việt Nam lên sân khấu thay mặt đoàn nhận hoa. Vâng, mời bộ phận cầm kỷ niệm chưa? Kỷ niệm chưa mang cùng lên sân khấu. Họ Đỗ Việt Nam lịch sử hơn 5.000 năm. Họ Đỗ Việt Nam dòng dõi anh hùng. Họ Đỗ Việt Nam sáng người sử sai. Họ Đỗ Việt Nam sáng người Việt Nam. Được tìm về thì tổ tiên như hương vân khai bồ tát, là Đỗ Thị Lo Trang mẫu hậu của kinh Dương Vương, là Bát Bộ Kim Cương tài trí oai hùng. Họ Đỗ Việt Nam sáng người từ xa, họ Đỗ Việt Nam sáng người từ đây.
thưa quý vị, chương trình văn nghệ chào mừng lễ đón nhận bằng di tích lịch sử khu mộ Tổ Đỗ Đầu Việt Nam xin khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn ông Bế Hoàng Thiên, chủ tịch hội đồng Hội Đỗ Đầu Việt Nam. Cảm ơn tất cả các quý vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con dòng họ Đỗ Đầu Việt Nam đã hưởng ứng và ủng hộ cho chương trình thành công rực rỡ. Chúc quý vị và chương trình thành công rực rỡ. Xin trọng kính mời ông Lương Mạnh Thắng, thừa ủy quyền của ông Đỗ Bá Tị. Vâng, đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay để cảm ơn và chúc mừng phu nhân của ông Đỗ Bá Tị. Vâng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bà. Cảm ơn đoàn ạ. Tiếp theo chương trình, xin mời đoàn của bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội lên tặng hoa. Trân trọng kính mời đoàn của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc lên tặng hoa. Niềm tự hào về dòng họ cùng quê hương đất nước, họ Đỗ Việt Nam lịch sử hơn 5.000 năm, họ Đỗ Việt Nam dòng dõi anh hùng, họ Đỗ Việt Nam sang người xứ sở, họ Đỗ Việt Nam sang người Việt Nam. Chí oai hùng, họ Đỗ Việt Nam sang người xứ sở, họ Đỗ Việt Nam sang người từ đây. La 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 la, họ Đỗ Việt Nam, họ Đỗ Việt Nam, họ Đỗ Việt Nam, họ Đỗ Việt Nam. Niềm tự hào về dòng họ cùng quê hương đất nước, họ Đỗ Việt Nam lịch sử hơn 5.000 năm, họ Đỗ Việt Nam dòng dõi anh hùng, họ Đỗ Việt Nam sang người xứ sở, họ Đỗ Việt Nam sang người Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính cáo tổ tiên đất Việt, liệt vị tiên tổ họ Đỗ Việt Nam. Về đây, về đây, chúng con đứng bên ngôi mộ tổ. Lịch sử 5.000 năm của dòng họ Đỗ, đất nước nhận ghi giao ngôi mộ chủ quyền, đất linh thiêng hào khí.